Sữa xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hôm nay bé Sữa sẽ học bài các con côn trùng cùng với các bạn Chibi ấy. Có 3 bạn Chibi ngồi ở ghế học cùng với bạn Sữa nha. Bây giờ Sữa ơi học đi con. Số 1 đấy là con gì đấy con? Con ong. Đúng rồi, bé Sữa rất là giỏi, đấy là con ong. Còn số 2 là con gì? Đúng rồi, yeah. Rất giỏi, bé Sữa được 10 điểm. Đúng đấy là con kiến rồi. Tiếp theo là con gì đấy con? Con gì có cái cánh màu xanh như kia nhỉ? Con gì đấy con? Các em ơi, các em có biết đây con số 3 đây là con gì không? Thế là hả? Con này là con cánh cam. Yeah. Thế số 4 là con gì đấy con? Đấy là con bọ ngựa. Rồi bây giờ chúng mình sẽ học thêm số 5. Số 5 là con gì đấy con? Con cắn con. Con vòi voi. Và có cái vòi rất là dài nha, đúng không bạn Sữa ơi? Dài như con voi. Cái vòi rất là dài như con voi hả con? Là con muỗi. Đâu, mình sẽ chỉ ra số 6 đằng này đi con. Mình sẽ học tiếp từ là số 6 nha. Số 6 là con bướm. Đúng rồi, yeah. Bạn Chibi có bảo bạn Sữa có giỏi không? Bây giờ đến số 7 là con gì đấy con? Con gì có cái bộ cánh cam rất là đẹp đây này? Đây là con cánh cam. Không phải con ạ, con cánh cam ở trên rồi. Đây là con bọ dừa. Tiếp theo số 8 là con gì đấy các em ơi? Các em có biết con này không? Con này rất là hung dữ nha, nó sống ở trên sa mạc đấy. Con gì hả con? Bọ cạp. Chuẩn luôn, yeah. Bé Sữa đoán đúng rồi. Các bạn Chibi vỗ tay. Bây giờ tiếp theo số 9 là mình có con gì đây? Con chuồn. Yeah, đúng rồi. Đây là con chuồn chuồn đấy các em ạ. Và số 10 tiếp theo của chúng mình hình màu cam đấy là con gì đấy con? Con mối. Không phải con mối đâu. Là con... Mình có bài hát đây. Hai con thần nằn con đưa nhau căng nhau đứt đuôi. Đấy là con gì hả con? Con thần lằn. Sự hát bài hai con thần nằn con cho các bạn nghe đi con. Sự hát bài hai con thần nằn con cho các bạn nghe đi. Hai con thần nằn con đưa nhau căng nhau đứt đuôi. Ba thần nằn buồn thiu gọi chúng đến mới mang chào. À, con thằn lằn kia sao mày nỡ cắn đuôi em mày. Ôi đớn đau quá trời chúng khóc la tơi bời. Bắt đầu bạn Sữa hát rất hay. Bây giờ chúng mình sẽ học đến hình tiếp theo. Bạn Sữa ơi, hình tiếp theo là con gì đấy con? Con này rất quen thuộc với chúng mình nhá. Không có bài hát đấy ạ. Không, không có bài hát về con này con ạ. Nhưng mà mâm cơm á, cứ có mùi thức ăn là bạn ấy lại đậu để vào đấy, là bạn ấy lại bay tới đấy. Con rùa. Con rùa, đúng rồi, bạn Sữa đoán chuẩn rồi, đấy là con rùa đấy. Còn tiếp theo, wow, con kia rất là quen thuộc với chúng mình đấy. Để con muỗi. Đúng rồi, tối đi ngủ chúng mình toàn phải mắc màn đúng không con? Không mắc màn á, con muỗi nó sẽ chui vào, nó châm, nó đốt chúng mình đấy, đúng không? Con bị đốt nhiều muỗi dưới chân. Đúng rồi, bạn Sữa bạn đi chơi ở ngoài sân nhỉ. Bạn đã bị muỗi đốt châm đầy ở chân đúng không con? Rất là nguy hiểm nha. Tiếp theo chúng mình sẽ học đến con vật cũng rất quen thuộc vì nó trăng tơ ở trong nhà mình đấy. Đấy là con gì đấy bạn Sữa? Con nhện. Đúng. Đúng rồi, đấy là con nhện rồi. Mẹ đi chơi về là thấy con nhện chạy. Đấy à, bạn Sữa thấy con nhện chạy hả con? Con nhện à, nó có trăng tơ khắp nhà đấy, nó leo ở trên tơ đấy. Trên mái nhà của mình cũng có đúng không con? Đúng rồi, nó bỏ đấy trên tường của nó trăng tơ ra nhà mình đấy. Đúng rồi, bây giờ mình sẽ học tiếp đến con vật tiếp theo đi con. Con rắn. Con rắn. Con rắn nhưng không phải con rắn con ạ, đây là con rắn. Đúng rồi. Các em ơi, bạn Sữa, bạn ấy rất là sợ con rán nhá, đúng không Sữa ơi? Mỗi lần đi đánh răng mà bạn ấy nhìn thấy con rán ở trong bếp là bạn ấy chạy mất dép luôn. Bạn ấy không dám vào đánh răng nữa phải không Sữa? Sữa quay ở đây con. Mẹ, 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 mẹ
rồi. Bạn sữa đây, con bạn dán, bạn đánh thức bạn sữa dậy đây. Bạn sữa đã ngủ say sưa mà nhìn thấy con dán, bạn ấy bật dậy và bạn chạy thẳng lên ghế bạn ấy ngồi. Đúng không bạn sữa? Bạn sữa rất là sợ con dán đấy các em ạ. À, các em có sợ con dán không? Tiếp theo là hình con gì đấy ạ? À, bạn sữa ơi, đây là con gì mà cứ đến mùa hè là nó kêu ve 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 ấy nhỉ? Con ve sầu, đúng rồi. Yeah, bạn sữa rất là giỏi nha. Hôm nay bạn sữa và ba bạn Chibi học bài rất là siêu luôn. Các bạn sẽ được cô giáo cho 9 điểm nha. Yeah. Thế là buổi học các con trùng của chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Sữa ơi, sữa chào tạm biệt các bạn đi. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới nha. Tạm biệt các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt các bạn.